mình bị căng thẳng, mình bị stress luôn. Và lúc đó cảm thấy trời ơi bế tắc và cảm thấy nuối tiếc kinh khủng khiếp. Bây giờ ha, khô nè, sạm nè, nám nè, tàn nhang nè, lỗ chân lông to rồi, mụn rồi này kia các kiểu. Lúc nào make up cũng dặm thật là dày, phủ phấn thật là dày. Và Vi cảm thấy cái mặt của Vi hả, lúc nào nó cũng nặng chình chịch. Tại vì nó phải khinh luôn nguyên một cái lớp phấn vậy nè để che hết tất cả những cái khuyết điểm của Vi. Và đây là kem chống lão hóa Khi Vanessa Hira Vista B5. Vi rất là mê, tại vì đây chính là cứu cánh cho cái làn da của Vi khi mà nó gặp cái vấn đề là bị khô. Cái chất kem ở bên trong á là chất kem dạng thạch đó, cho nên là nó sẽ có cái độ thẩm thấu rất nhanh, không bết dính, và đặc biệt là cũng như là không có gây kích ứng hay là gây dị ứng cho làn da của mình. Vi sẽ sử dụng cái kem và Vi thoa lên đây. Mọi người thấy không, khi mà Vi thoa lên á, nó giống như là được bôi nước vậy đó, nước cho cái làn da của mình. Đây. Và khi mà mình thoa đều lên cái làn da, hoặc là có nhiều bạn sẽ thích vỗ như vậy nè, cách nào cũng được, tùy vào từng cá nhân thôi. Nhưng mà cái chất kem này khi mà vừa thoa lên thôi là mình đã cảm nhận được cái mát, rất là mát, giống như là tái sinh lại cái làn da của mình sau mà một ngày mệt mỏi vậy đó. Xài khoảng một tuần thôi thì lúc đó Vi đã cảm nhận được cái làn da của mình nó mởn ra rất là nhiều, nó sáng, nó trắng hơn. Và khi sử dụng tiếp tục đều đặn tới một tháng thì bắt đầu là mọi người sẽ cảm nhận cái làn da, đặc biệt là khi mà được khen nhiều quá đó, là cái làn da trắng hơn, sáng hơn là không nói rồi ha. Và thấy cái làn da là thu nhỏ lỗ chân lông lại. Khi mà mình chăm sóc cho làn da của mình là mình được đẹp hơn, tất nhiên là mình sẽ tự tin rạng rỡ hơn và cũng thu hút ánh mắt nhìn của đối phương nhiều hơn.